xin được gửi lời chào tới tất cả khán giả đang theo dõi buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Một năm bằng 10 năm. Và nhưng mà tất nhiên những cái áp lực nó sẽ rất là lớn. Và mỗi một giai đoạn thì như Hà đã từng chia sẻ rất là nhiều với khán giả là mình sẽ có những cái tham vọng khác nhau. Và mỹ phẩm cũng không phải là một trong những cái công việc mà sẽ mang lại gọi là nguồn thu nhập kinh khủng, nhưng mà nó là nơi mà giúp cho Hà sẽ phát triển được cái đam mê của mình, đó chính là muốn có một cái đời sống đến với mọi phụ nữ và cho họ có những cái công việc thực sự ý nghĩa trong cuộc sống của họ. Ngay cả ở nhà phục vụ chồng con, không có thời gian đi ra ngoài thì họ vẫn có thể độc lập về tài chính của mình. Đó chính là cái điều mà mong muốn lớn nhất của Hà. Và tất nhiên là khi mà kinh doanh thành công thì mình sẽ có lợi nhuận. Khi mà mình có lợi nhuận thì mình sẽ có thêm được những cái số vốn để đầu tư vào trong lĩnh vực ca hát. Vì vậy mà Hà sẽ không muốn xuất hiện một cách nhiều như trước đây, ngày nào cũng đi diễn, bởi vì nó làm cho mình bị chai lì cái cảm xúc. Bây giờ khi mà mình chỉ nhận những cái show diễn nào mà thực sự khán giả ở đấy họ yêu thích mình và họ chờ đợi mình. Bên cạnh đó thì mình sẽ có được nhiều thời gian để suy nghĩ hơn cho những cái lần xuất hiện của mình nó như thế nào, đặc sắc hơn. Nó không phải là cứ đi diễn hàng ngày, phải lên trả bài và rồi nhận tiền rồi đi về. Thì Hà không còn thích những cái điều đấy nữa, mà làm sao mà mình lên sân khấu mình cảm thấy mình thực sự được thăng hoa và được khán giả đón nhận. Và bên cạnh đấy, khi mà mình kinh doanh thành công thì mình sẽ đầu tư được vào những cái MV và những cái album chất lượng hơn. Và đó cũng là, có thể là lâu rồi Hà chưa cho ra mắt một cái sản phẩm âm nhạc nào, nhưng mà sắp tới, chắc chắn là những tháng sắp tới thì sẽ là những cái món quà rất là bất ngờ để dành cho mọi người. Đoạn này của dòng son môi này, son thỏi. Còn với cái lĩnh vực ca hát của Hà sắp tới thì Hà cũng sẽ chuẩn bị cho ra những cái album mà Hà nghĩ là rất là mới lạ. Là một trong những cái thông điệp trong sản phẩm lần này ra mắt của MOI, đó chính là Love Song Collection, một bộ son môi mà nói về chủ đề tình yêu. Chính vì vậy mà cái clip viral lần này của MOI sẽ là ba cặp đôi yêu nhau thật sự ở ngoài đời và muốn truyền cảm hứng đến với tất cả mọi phụ nữ là có hai yếu tố, hai thứ chính mà giúp phụ nữ luôn rạng rỡ, đó chính là một tình yêu chung thủy, một tình yêu hạnh phúc và một thỏi son môi, thì sẽ giúp cho phụ nữ luôn luôn tràn đầy sức sống. Và đó cũng chính là cái thông điệp lần này của MOI, và vì vậy mà MOI đã hợp tác cùng Hà và anh Kim Lý để cho ra cái poster lần này. Hà muốn nói về sự nữ quyền và tôn vinh những người phụ nữ. Vì vậy mà bởi vì Hà là ca sĩ nên là Hà biết rất là nhiều tên những bài hát, mà mỗi lần mà nếu mà cho ra đời những dòng son mà dòng son số 1, số 2, số 3 thì nghe nó rất là cứng nhắc. Cho nên là Hà muốn là phải lấy tên, một cái tên gì đấy mà nó vừa hợp lý, mà nó vừa đúng với cái câu chuyện của mình. Thì như lúc nãy Hà có chia sẻ là son kỳ này nó tới 9 màu lận, chứ không chỉ có 3 màu đâu. Nhưng mà nó sẽ được ra mắt 3 màu từng thời điểm khác nhau. Và lần này là ba cái màu sắc về tông đỏ rất là đẹp. Và như Hà có nói, cái thông điệp lần này đó chính là về chủ đề về tình yêu. Làm cái điều gì, những điều gì mà làm cho phụ nữ luôn cảm thấy hạnh phúc và rực rỡ nhất. Thì chính vì vậy mà Hà đã lấy những cái tên bài hát, có những bài hát mà mình chỉ nghe thôi là nghe cái tên thôi là mình đã cảm thấy nó là một cái sự nữ quyền ở trong đấy. Nên là đó là lý do vì sao mà những cái tên bài hát xuất hiện trong một cái thỏi son này. Hà nghĩ rằng là chẳng có ai copy ai cả, bởi vì tất cả những cái mẫu mã son môi á, thì bạn có thể nhìn thấy tất cả mọi hiệu nó đều giống nhau hết. Chỉ có điều là cái logo của mỗi người một khác nhau. Và điều quan trọng hơn nữa là cái chất lượng của sản phẩm ở bên trong, thì chắc chắn là mỗi thương hiệu, mỗi người đều có những cái bí quyết riêng. Và cái thỏi son tròn này thì Hà nghĩ rằng là hàng trăm những cái thương hiệu khác đều đã sở hữu rồi. Nhưng bên cạnh đấy, cái màu silver, màu trắng và cái thương hiệu MOI thì mình đã được in sẵn ở trên đấy, thì không có thể lạc đi đâu được. Và còn nếu như mà những cái thỏi son thỏi mà hình vuông mà các bạn vẫn luôn nhìn thấy, thì Hà nghĩ là có hàng triệu những cái sản phẩm đều giống nhau như vậy, thì không nhẽ chúng ta đều nói là những thương hiệu khác được bắt chước nhau. Nên, hoặc là ví dụ như cái dòng Hồng Hòa Secret của Hà đầu tiên ra mắt nắp trắng và ở dưới mờ, sau đấy Kim Kardashian cho ra sau, thì không nhẽ bây giờ bảo người ta bắt chước mình. Hà không nghĩ như vậy, bởi vì tất cả cái nhà máy mà làm cái container, tất cả những cái bao bì sản phẩm đấy họ đều có những cái mẫu mã như vậy. Bạn lựa chọn cái gì và bạn in ấn ra làm sao thì được quyền, tùy quyền lựa chọn của mỗi người. Chị nói thật là chị
không nghe một cái lời chê nào. Ví dụ họ chỉ góp ý rằng là ô chị ơi, sắp tới chị có thể cho ra một cái dòng nhiều dưỡng ẩm hơn hoặc là nhiều màu sắc hơn được không? Còn hiện tại đến giờ phút này họ không nghe chê. Còn nếu những cái tin nhắn hoặc là những cái ý kiến mà một chiều thì hai bên chắc là đó là những đối thủ cạnh tranh không lành mạnh. Mà nếu mà như vậy thì AI không bao giờ bận tâm tới. Bởi vì điều quan trọng nhất là bạn có thể nhìn thấy được cái lượng hàng của mình bán mỗi ngày. Nếu mỗi ngày một nhiều hơn và cho đến thời điểm bây giờ đang phát triển thành công, thì đó là cái câu trả lời cho mọi người biết rằng là cái chất lượng của AI như thế nào. Xin được gửi lời chúc tới tất cả các khán giả, đặc biệt là mọi phụ nữ sẽ luôn luôn được trân trọng, được hạnh phúc và hãy luôn luôn yêu thương bản thân của mình, hãy luôn chăm sóc của bản thân của mình. Bởi vì khi mà tất cả các bạn, các phụ nữ biết chăm sóc và yêu thương bản thân của mình thì mọi cơ hội tốt đẹp trong cuộc sống này sẽ đến với bạn. Hà nghĩ rằng là cái gì nó cũng sẽ phải có duyên, bởi vì nếu mà mình cứ ép rằng là mình cần phải có một người bạn trai chỉ để vui trong những cái ngày lễ thì không nên, bởi vì hạnh phúc là thứ mà mình tìm cũng sẽ không có và tự ông trời sẽ xe duyên. Vì vậy mà hãy cứ hạnh phúc với những gì mình đang có, bởi vì biết đâu có những người đang trong một mối quan hệ lại rất muốn được tự do như các bạn. Nên là đừng có bao giờ mong muốn những thứ mà mình chưa có, mà hãy vui với những thứ mà mình đang có.